chị ruột con mà. Và chị này chị có sắp hành mà có 5-6 ở chùa, nhưng mà miễn bàn bả đi, ở trong nhà vậy á, mình đi về mình nói ok, cái chùa này là tiền của em xây, em muốn thờ, em muốn đặt cái tượng Phật Bà Năm ngay chỗ chùa Định Thái Ngọc Đăng, nó dũa mình liền, học qua ban với anh không có thiệt. Ở đây tôi hồi 14 tuổi hết chị. Phật Địa Tạng không có thiệt, Phật A Di Đà không có thiệt. Tính đại chỉ theo các sự khách sĩ á, các sĩ như là vậy. Cho nên cái con lần mấy cái dấu thiên tâm ra đời, cái mới buồn, em mới hỏi mấy vị Phật, nói sao bây giờ làm sao cho ta dễ hiểu, mấy sư phụ, em có 6 sư phụ. Cái phụ nói cả đạo Phật mấy ngàn năm nay họ còn chống đối lẫn nhau, thì làm gì mà họ không chống đối em? Bởi vì nhờ cái mặt dày xuống này á, nói nhưng mà từ từ ta sẽ hiểu. Đó thì sư cô Như mà chị ruột, nếu mà thử DNA là chị em ruột. Còn như với hỏi cắt cỡ. Nhưng mà cách đây như ta năm 2014, lúc đó em tuân lệnh của Thiên Đình. Thiên Đình khác hơn ngày Minh Đăng Quang nghe. Về tính xây cái tháp Phú Quốc, cái bộ công giáo ở Sài Gòn xuống. Lúc đó ông thầy gì ta, thầy gì hiện giờ đang làm pháp chủ á, cái ông kêu sư cô Nhu này nè ra hỏi, thằng em của cô á, nó bỏ 10 triệu nó xây cái tháp này có ý nghĩa gì không? Mà nó không có ý nghĩa. Bà vừa nói xong là ở trên nói rồi 3 năm sẽ biên nghiệp, cho nên từ bữa tới giờ bà bò không nổi, bị phạt, rồi bị cái đệ tử ruột của bà lấy hết thẻ đỏ, lấy hết tiền trốn ở Mỹ đâu, đang ở dưới oxy này nè, biên nghiệp. Nghĩa là khi tu rồi á, có thằng em phi thường mà không biết, mà còn nghĩa là trong đạo nha chị, nhưng mà mỗi người có lòng tin khác nhau, chỉ không bao giờ tin Thượng Đế, cũng không bao giờ tin Phật Di Lạc sẽ ra đời. Phật Bà Năm mà còn không tin thì tin ai? Cho nên miễn mày mấy người nhà đi, ở sao ông có lấy 10 triệu đưa cậu. Nên tu hoài mà tâm không có tịnh thì quan trọng xây ra nhiều chùa cũng là tiền của em hết, nhưng mà nhìn lại á, độ được bao nhiêu người, một đệ tử giỏi cũng không có. Cái quan trọng là tiền của Phật mình phải làm lợi cho bá tánh về trí tuệ, chứ không phải xây ra một cái công trình để đó để ngó, nó không có hữu hiệu. Cho nên gọi là phí của trời bị tổn phước. Hồi xưa sư phụ làm thầy dễ bán khoai, ông chỉ với xuồng với bán khoai thôi, ai mua khoai không, nhưng mà ông độ miết bao nhiêu, độ khắp lục tỉnh miền Tây xong rồi, ai mua khoai không, khoai ra thì ông dễ bán khoai, ông chèo xuồng bán khoai, ông đâu có chùa gì đâu. Mà tới ngày hôm nay hả, cái phần thầy quá thân trong 2 năm thôi à. Đó thì là chiếc xuồng bán khoai thôi, đâu có tốt gì đâu mà độ biết bao nhiêu chúng sanh. Còn bây giờ ba vàng tam chúc, ngọc tâm, ngọc gì, ngọc đủ thứ á, không biết độ được nhiều người. Sorry nha, mình phải thực tế. Nhưng mà gần đây cái mua Thiên Long Sơn, cái em thờ hết ở trong điện mẫu để chữa hội Long Ba. Mình đâu có biết ông giáo chủ mà lập ra đạo khắc sĩ là ngài Minh Đăng Quang có liên hệ gì tới hội Long Hoa đâu, tại mình nghĩ ông là bên Phật, cái mình không có để hình ổng ở trong cái điện mẫu. Cái ổng về ổng nói sao tôi cũng có giúp cho chư Phật và Thượng Đế để lập hội Long Hoa kỳ này, mà sao ổng cho tôi ở trong đó. Ổng nói mấy lần, tại vì ngài là Bồ Tát mà tự nhiên mỗi lần cái từ đó đó em mới kêu mấy người trên núi á, mấy đứa em á,
tại mấy đệ tử ổng là giống như hiện giờ phái đoàn một rồi Thượng Thích Giác Giới, ổng qua Mỹ, những gì mà ngồi thiền mà nhập định á, mới biết việc là ai, là mới biết việc làm gì. Thì cái hòa Thượng Thích Giác Giới là trị tội con nhu này nhiều nhất, hay đừng có lan kiệt nhiều quá la tổn phước. Như có ông thầy gì ở Long Xuyên Đà nghe ba lộ khẽ lên, có thằng Thông ghê hồn, ông ngồi trên cái lá sen được, không biết được quá khứ gì là anyway. Thì mới đặt cái hình của Ngài Đăng Long Quang ở trong điện mẫu. Cho nên hồi bữa mà mình thắng cho Diêu Khen á, thắng trận á, nghe bị xe lăn bị đông lạnh á, là cũng có ẩm về. Những vị Bồ Tát là đứng dưới, mấy chư Phật với cha thì ở trên cái bệ á, cái bệ một màu đỏ đỏ của mình, mấy vị thấp thấp thì dưới, rồi mấy ông hồn thiên trong núi thì ở xa xa. Tức là những vị mà thành á là đứng xa nhất, lên tới mấy vị thánh, thánh là bên giáo á, 12 thánh tông đồ có đầy đủ luôn, có mấy ông có cánh nữa. Cha vừa ra lệnh xong mà lên dài dài cho tới chỗ mà cái bàn mà của cha với mẹ đó, Phật mẫu với Thượng Đế á, thì là cao nhất. Là ok, con này đọc sớ rồi, bữa đó đọc xong thật là ổng bay về Ukraine, ổng thổi mớ tuyết lạnh liền đó. Vì câu chuyện ngày Minh Đông Quang là thì ổng còn sống. Cho nên hiện như trên đó có hình ổng đó. Ổng cũng là một trong gọi là thời mạt Pháp á, ở nước Việt có ba đạo ra đời, đạo Cao Đài, người đạo Hòa Hảo, người đạo Khắc Sĩ. Trên thế giới này á, hồi nãy đạo của Ấn Độ á, là gì, ông Mohammed một cái thôi là thấy 3/4 rồi. Trên thế giới này đâu có nhiều nước ra đạo dữ vậy, tại sao miền Nam mà ba cái đạo, là tất cả đều là cho cái hội Long Quang. Cho nên là từng rồi có nói, Đức Thầy có nói một khúc đoạn á, là tất cả sau này đều gia nhập Thiên Tâm hết, một đạo thống nhất toàn thế giới là đây. Hôm nay ai hiểu trước thì nó cũng giống như 28, 25 tháng 4 năm 75, 23 chuẩn bị rồi đi với máy bay C-330 rồi, đại thất hạm đội rồi, đang ngồi mãi rồi không, tàu lớn rồi, lương thực. Còn ai mà hiểu sao thì giống như 30 tháng 4 chạy như dịch. Còn ai hiểu chậm nữa thì mùng 2 tháng 5 tập hợp cứ như vậy thôi. Cho nên mình tốn hơi ngồi ngoài nắng không, ăn dĩa cơm ăn không xong lại nữa, mà nói 3 năm nay cho người hữu duyên. Hiểu giống như sáng em giải thích gì đó, em hốt vô em nắm đất mà nó dính vô móng tay á là bao nhiêu, rất là ít đúng không. Còn đất của trái đất này là bao la, người mà không được về trời giống như đất của trái đất, còn người được về trời giống như em quơ xuống đất này nè, đó quơ xuống đó, nó dính được nhiều lẽ thế à, một chút xíu à, không phải dễ đâu. Nhưng mà Bác Ngư là về chắc rồi, tại con thương Bác Ngư mà. Giống như thương không Thiên Ánh vậy đó. Bây giờ mình nói ông Thiên Ánh với anh Thiên Trang đệ tử mình. Ông Thiên Ánh á, cái tâm ổng sáng, ổng lì, ổng lên đây 3 năm trời, ổng đòi, ổng năn nỉ kiệt là nhận ổng làm đệ tử, mà không nhận ổng, ổng nằm mà thôi thớp mà sắp chết vậy. Còn tệ hơn bác này nữa, bác này còn nhúc nhích được, ông kia đâu nhúc nhích được đâu. Ô, vậy đó, mệt vậy đó, mà nằm trên núi rồi nằm vòng đây để mà chờ kiệt nhận là đệ tử. Rồi ổng còn đem mấy, ổng biết hồi xưa bị xỉn, cái ông đưa thuốc xỉn kiệt dục rác trước mặt ổng, ổng cũng không có giận, rồi cũng giỡn tiếp tục lên một cứ hai ba tầng lên mà 3 năm. Ở đây mấy con cũng thấy rồi phải không, mấy con có thấy thời đó có biết không, lúc còn sống trên lên núi mình á, nghĩa là cái tâm ổng sáng, còn cái tâm đứa con gái ổng tối thui. Cái loại thiền mà thiền bị nứt đục, mình không có nói trên mạng này hơi kỳ,
Nhưng mà khi mà cái đệ tử này á, mình chỉ nạt nó để cho nó ngưng những cái hành động, thì nó nói mình sân khi nào mình đi kiếm chuyện mình làm này kia. Phật á, thấy đệ tử sai, thấy thằng cướp sai, Phật cũng cầm dao giết. Còn đệ tử mình làm sai mà mình nói hoài mà nó cũng cố chấp, nó cứ bày nhầy nó chay ra, thì chỉ nạt nó một câu thôi mà bị nó chắc. Là đứa con gái ổng thì hỏi thử cái đứa này có đáng nhận đệ tử không. Rồi bây giờ đi ra ngoài đường đi nói vòng vòng nữa, nói xấu Thiên Tâm, nói xấu chuyện là nói xấu Thượng Đế đó, thì không bao giờ có sân. Tội dữ lắm đó. Nếu sân là mình đã ngồi trong chùa có máy lạnh rồi, một vị xuống đây nó có cương có nhu tùy theo mỗi căn tánh của chúng sanh, nhìn không ra, không biết phân biệt cái gì gọi là sân, cái gì gọi là ngưng, nghĩa là cái găng, cái đường ganh như nè. Thôi cái đó mình nói sao để bữa nào nó quay nó lên đây nó sẽ biết tài. Ồ, mình có nhiều đệ tử lì lắm. Còn cái đệ tử lì từ đâu mới đến đây đâu rồi. Sư phụ xin lỗi con rồi nghe con. Mình giận như hộ nghe. Hay là Phật. Mình mà làm gì sao mấy chục đệ tử xung quanh mình thôi, nó lên án mình cũng chết nữa. Không có cần mấy nhiêu lượng viên. Phải không bác Ngư? Hay là Phật. Để cho hết rồi. Không còn gì mà không cho thế gian nữa mà còn chưa vừa lòng nữa. Đó là thầy gần nói nó đau hơn là ở xa, nói không thấy đau. Không phải nó không có hiểu đâu, bởi vì cái căn tánh của mỗi người nó khác, cũng giống như cái loại thuyền hồi nãy con giải thích vậy đó. Nhưng có những gì tu, người tu tăng hay là ni, nó có bốn loại, có nghe là sống ở trong mà sống ở ngoài luôn, còn có loại chính ở trong sống ở ngoài, có loại thứ ba là chính ở ngoài sống ở trong, còn loại thứ tư là chính ở trong chính ở ngoài. Thì coi mình loại nào nữa nha. Loại thứ nhất là sống ở trong sống ở ngoài, tức là bên trong á không biết tu, không có giữ thân khẩu ý, không có giữ giới luật, bên ngoài lại thô thiển hồ đồ, tức là vừa sống tức là cả trong lẫn ngoài vẫn không có tốt. Mình coi ra mình thuộc loại nào nghe. Còn những cái loại chính ở trong mà sống ở ngoài, có nghĩa là bên trong rất là tốt, bên ngoài rất là thô lỗ, ăn nói thô lỗ, thì đa số mình thấy những người giống như mấy làm cần chót xanh đó, nhiều thằng tính tốt đó, nhưng mà nói chuyện cọc lắm, nhưng mà đừng coi thường đó. Nghĩa là loại đó cũng còn xài được, nghĩa là ở trong tốt mà ở ngoài không có tốt, ở ngoài lời nói không có tốt. Nó có một cái loại gọi là sống nhăn ở trong, ở ngoài chính. Đó là loại gì phải không? Luật sư, bác sĩ mạng qua phe nè, luật sư ấy, bà trong xấu quá, giết người được không, mà làm chuyện đủ thứ chuyện xấu, bề ngoài á mặc áo vest không, bảnh bao không đó, nó có loại đó. Nó có cái loại nữa là vừa chính ở trong vừa chính ở ngoài, cái nghe trong cái tâm hồn mình rất là đẹp, chân thiện mỹ, bề ngoài mình ăn nói dịu dàng, hoặc là mình thí tài thí pháp. Cái loại đó loại là con của Phật. Ngược lại những tăng ni cũng vậy, bề ngoài đa số là chính không à, còn trong chính hay sống mình phải bắt lên lò mình luộc mình mới biết. Cái đó là khó đó mà. Nhưng mà đa số là tăng ni là màu vàng là chính hết, tại vì mình luộc chuối thì vàng lên là chính đúng không. Như chuối nó xanh á, mình luộc cái hỏi da vàng lên. Thì, nhưng mà ở trong nó có chín hay không mới là quan trọng. Còn bên kia nó có màu à, mình không có khó phân biệt lắm. Ăn nói cũng mỹ từ,
cũng nhẹ nhàng, cũng màu vàng đỏ rực, nhưng mà trong á có chín hay không? Nên là sao bắt cười bắt không hỏi gì hết gì đó. Về lo tả sửa ẩm đi. Dạ, thấy ông có phước á, nhưng mà thấy ông cũng bằng giận, dễ giận quá ha. Với lại mắt cái thằng, cái gặp mắt của bác á, thần thức không có chỉnh, không có đậm á, thấy cũng cần phải ngồi thiền trên xe lăn này, ngồi thiền với cũng chắc. Tại còn để ý nãy giờ đang nói chuyện, còn để ý ổng xích cái beo này, ổng xích nãy giờ cả tiếng mà nó không vô, mà ổng vẫn cố làm hoài. Cho nên là ổng hồi nãy giờ nói ổng không có nghe gì, nghĩa là ổng còn chắc. Có nghĩa là khi mà gần con á, là nhiều người gọi là trong sáng ngoài sáng á, là cái tâm sáng là gắn nghe. Con đâu có rảnh đâu, con ngồi hoài mà nãy ổng không có nghe, ổng có lo theo. Thích thì béo đi. Đó là bị cái mừng quá, cái thằng cái cây nó ngưng rồi. Chút là kiếm chừng ba thanh niên ngồi bển gom một mớ gốc đó để mình làm, để gì vậy là mình ngồi có lý á. Ủa bên nào có thằng Hải ta, mà kêu thằng Hải tới ha, chắc nó đang bận ha. Kêu có hai thanh niên mà qua bưng chừng 10 gốc ra đây mình ngon á. Chứ giờ nó cũng đi sấy nó bỏ mà mình lụm thôi, chứ mình đâu có cắt nó đâu. Bây giờ nó chưa thân của ông thọ thần xuống, là cái cây nó có ông thần, trên 10 năm là có ông thần, nó cắt ổng ra mấy chục khúc, mình xin ổng về để cho ổng ngự chung với mình, ổng là thần mà. Đây mấy con đọc comment cho coi có gì để hỏi. Mấy con đọc comment này, đọc lên cho bộ trả lời. Chiều này cái bộ mới ha. Bị người ta comment giữa. Nó lâu quá anh không có lên like, mấy người ở xa người ta không có hỏi được. Bây giờ mình vừa gần vừa xa luôn, thời đại văn minh. Lúc trước á, cái văn phòng của Việt ngồi là phòng cuối cùng chỗ anh vừa dựa. Ở ngoài cây đó đó là có một thiên tướng, ổng cũng sống trên cây đó. Ở đằng trong này nhìn ra là ổng ở đó, mà giờ ổng đi rồi. Tại cái building này không có sử dụng gần 9-10 năm, không có trở về đây. Hôm nay ba cái ngành thiếu chip á, thiếu di mạch á, nên giờ nó mở lại mới xài lại chỗ này. Bữa giờ bỏ ở đây cũng 20 triệu á. Ở trong máy mới xưa nó đâu có này đâu, này mới mà, rồi làm lại. Còn cái hãng chính nó nằm đằng kia bự lắm. Cái hãng mà là đằng kia nó tới một trà, nó bự hơn thằng này 10 mấy lần, thằng kia 150.000 square feet, thằng này nó có 22 à, là nó bự hơn thằng này 8 lần á, như khổng lồ lắm. Mình nhờ mấy thằng này mình mới có tiền mình mua đất, mình xây chùa, mua tượng, mua hai cái tượng của cha mẹ bỏ nhiêu xanh mấy trăm nghìn một cái, tượng mua lớn lắm, 8 thước bằng đá hoa cương mà chiếu như là ngày Địa Tạng trên Thiên Long Sơn vậy. Cái tiền đất á, ở Houston mình mua có 1.5 triệu à, mua rẻ, nhưng mà đất nó năm tới mình mua không nổi đâu, năm tới nó phải lên 4-5 triệu. Nhưng mà tiền xây dựng với tiền tượng á, mình tính trong đầu á, ít nhất cũng 20 triệu á, nó còn chưa đẹp bằng cái Thiên Long Sơn này nữa.
Ừ, cái tiền đất chỉ là có không tới 5-10% nữa. Mà để lại lưu truyền hàng nghìn năm nó cũng đáng lắm. Rồi cho những cái người như con họ Thiên đó đi tới lui, có chỗ đi tới lui cũng giống như là đi đi tu tập vậy đó. Thưa con. Cái này là sư phụ nói cách đây mấy tháng rồi, là ở cái thời nay á, là Việt Nam á không còn nguồn tiền nữa của thế giới, cho nên World Bank hay IMF cũng không cho mượn tiền. Thì giờ lựa mấy ông bầu nào có tiền á thì vô đó ít nhiều cũng có một chút mặt, thì mới có bây giờ bữa giờ là mấy rồi, gì Dạng Minh gì đó, rồi tới này, rồi tới Việt Chess, rồi nhiều lắm, sẽ còn nhiều người bị, bao nhiêu ông bầu sẽ bị đem đi lăn bột chiên hết. Là nói về mặt đời nha, về mặt kinh tế của Việt Nam, cho đến khi mà nước Việt á mà có một sự thay đổi về thể chế á, thì lúc đó toàn ở những người này, những cái bà Mộng Lan này nè, bà đang chờ một người có chân mệnh trên thiên xuống. Cả bà Rồng Lửa, rồi cái ông Minh gì đó, bữa về ông về Địa Ốc gì đó. Nó có những nhiều tập đoàn mấy em gà bị bắt liên tục. Trong đó có ông Vượng nữa. Thì chờ một cơ vận thay đổi. Chỉ có chờ một người có chân mệnh cứu họ thôi. Nghĩa là họ xuống thế gian, họ có phước, họ giàu. Tới hôm nay họ xả cái nghiệp mà đóng cái màn kịch luôn. Ở một cái quốc gia mà không có người giàu á thì quốc gia đó sẽ nghèo hoài. Vậy một người giàu có thể nuôi hàng triệu triệu người nghèo công ăn việc làm á, giống như Mỹ này nè, một cái hãng Microsoft thôi, có thằng Bill Gates thôi mà nuôi cả mấy trăm nghìn nhân công. Hãng Apple nè, hãng Facebook nè đó. Thì nước Việt Nam mình bây giờ đâu còn ai mà giàu nữa đâu. Nếu mà nói về cơ vận á, 2 năm nay cơ vận đi cũng hơi lẹ đó, đi tới đoạn này là lẹ đó, chứ 2 năm trước những cái người giàu này chưa có thấm thía gì hết, cũng bình thường. Thì hôm nay mình đã thấy những gì mà tiên tri kinh sấm Đức Thầy nói, ma diệt ma, quỷ diệt quỷ, rồi đến lúc đó Phật xuất hiện, nước Việt sẽ lập lên đời mới. Chứ nếu mà không có mấy này sao lập đời mới được, thì cũng nằm trong cơ vận. Mà cái lỗi là đã nói cách đây 2-3 năm trước, ba cái cây nhang mà cắm ngược, có nghĩa là ba cái tòa tháp Thuận Kiều á, là bà này làm chủ á, bà Lan này nè, thì là chỗ nào mà có ma quỷ mà mình làm chủ á, nó cũng mệt lắm. Đến lúc hết thời á, mũi nó cắn rồi, tiền trở thành giấy. Bà cũng làm chủ nhà băng đó. Bữa nay nhà băng của bà bị người ta rút tiền quá trời. Cô ở đâu đến vậy sư cô? Ở đâu? Trên đó hả? Vậy anh gặp anh Ken đó, con gửi lời thăm ảnh nha. Ở ngoài hả? Con là đại tử hòa thượng quá, tên là Chuông Di. Chuông, không biết hồi xưa thầy Thèn Xua ổng làm cái lễ quy cũng như lễ quy mà Thế Hòa Thượng, cái điển Hòa Thượng này đó, Thèn Xua cho cái tên đó, thầy người Mỹ á. Cho nên xưa hay đi xuống Berkeley á, ngồi thiền ở chùa ổng hoài à. Sau này bận, chứ hồi xưa là mỗi mùa hè, hình như cuối tháng 5 á, là lên trên Vạn Phật Thành á, thì ở trên đó là đi dỗ của Hòa Thượng. Hòa Thượng chết không? Có chết không nghe? Ổng còn sống à. Có.
máy trình cao siêu của mấy việc cao, mình hàng đệ tử không có nên hiếu kỳ. Nhưng mà tất cả những chư vị tái sanh tới tái sanh lui một lần chưa có đủ. Mình cứ nghĩ Phật Thích Ca, Phật Thích Ca lập ra cái đạo 2.500 năm trước, bây giờ Phật biến luôn, Phật ngồi chảnh à, không có. Nhiều lúc Phật cũng phải đầu thai xuống thế gian làm thương gia, hay là làm một ni cô, hay là một cái gì đó tiếp tục. Đó là chỉ là một đời của Phật để mà cho mình học theo thôi, lập ra đạo Phật. Nhưng mà sau đó Phật cũng phải tiếp tục tái sanh với những cái hình thức khác. Dữ vậy đó. Vì cái một vị đó tên gì, quả gì ta, mà ổng ngồi trong đó thì cái ổng ngồi thiền, ổng đã thành A-la-hán rồi, ổng cúng hiến báo thân ổng, rồi ổng đốt luôn cái chòi của ổng luôn á, rồi cái thân ổng cháy luôn á. Ổng tên gì tôi quên này. Nghĩa là họ nhiều lắm, những cái báo thân của những vị như mình nè, ngày mai mấy đứa đệ tử này ngồi thiền á, nó cũng đã sức hồn rồi, được coi cái xác này không ra gì hết. Thì ở bên Ấn Độ á, bên Tây Tạng á, mấy vị Tây Tạng á, có một lần năm 2008 ha, phụ qua bển vô cái khủng khiếp luôn, khoảng mấy chục cái xác ngồi vậy đó, mà mấy ổng ngồi mà không có thúi nghe. Là mình phải lại từ ông, trong đó phụ đem nhiều đóng xá lợi, giờ giữ nhà ông đóng. Là mấy ông để nguyên cái xác lại. Những người mà tu đàng hoàng á, là người ta đi người ta thể nguyên cái xác luôn, không có hôi thối gì hết. Nhưng mà trước khi mất á, người ta dùng thần thông, dùng lửa tam muội đốt. Đốt cái xác nó cháy đen thui nè, nhiều lắm. Việt Nam mình như có được 2 xác. Còn bên mấy thầy Đa Tạng rất là nhiều. Đó là chuyện bình thường á. Còn mình á, mình phàm tục, mình chết 3 ngày mà trời nắng cái là thúi quắc, dồi nó bò đi. Đúng không? Tại sao mình quá dở? Đồ của mình chắc make in China,